Mình sẽ đi tham quan vườn của anh chủ vườn này là chuyên bông giấy. Đây là vườn bông giấy của anh chủ vườn đây. Đây anh giới thiệu bông giấy đột biến. Đây là bông giấy đột biến nha cả nhà. Wow, bông giấy đột biến cái lá cũng giống giấy cẩm thạch. Nó giống lá cẩm thạch. Nhưng nó khác con cái là từ cái Mỹ mà nó đột biến qua. Còn cái hàng Sigo thì như hồi nãy đó anh đang làm cái hàng này làm trái nè. Rồi, cái này uống ra trái rồi ha. Cái này có thể là nó sẽ qua cái anh này cũng có gai hàng chi. Vậy là cái lô đột biến của anh là bao nhiêu cây đây không? Này nó còn khoảng 50 cây. Khoảng 50 chậu. Đột biến này là cái gốc của nó là với Mỹ. Từ Mỹ nó đột biến qua. Là cái nó là mình không có làm được, tự nó đột biến thôi chứ không. Cũng giống như mấy cây trang lá chung của em á, nó màu vàng dưới màu đỏ à, có cây nó lan lan nó ra màu cam. Là nó lai đó, nó đột biến đó. Thì nó đột biến. Rồi có một cái bông á, cùng nằm trên một cái bông luôn mà cánh nó thì nó màu một cánh nó thì nó màu vàng, cánh thì nó màu đỏ. Nó đột biến đó. Cánh màu vàng, cánh màu đỏ. Trên cùng một cái bông. Cái đợt đó anh thiếu, anh giao cho vườn trả thiếu rồi anh tính điện cưng hỏi cái hiện tại anh thấy cũng có cái mẫu cây 15-20 đó, anh tính lấy cái mẫu đó giao cho ta nhưng mà giao đợi cái giá hiện giao không nổi rồi giao làm thêm luôn. Dạ. Wow. Này là ảnh còn cái lô mấy đột biến này là lọt sọt lớn nhỏ có hả? Cái này là để chơi tàn hết chứ. Dạ. Một năm rồi nó trang có bị lớn rồi chứ. Ở vậy bông giấy này cũng chậm lớn cái mòn. Cái hàng Mỹ thì nó mau lớn nhưng mà cái hàng Mỹ. Wow, cái cây này đẹp quá ta. Thì đó đó. Ông làm cái gốc của nó kìa. Cái đó là anh đang cơi lên thử. Vậy hả? Anh chơi thử coi nó giống như cái thằng Mỹ hay là không, nó có cũ hay là không thôi. Anh chỉ thử thôi mà anh thấy nó chủ yếu là nó chơi tàn thôi. Dạ. Nhưng mà nó chơi cái hàng lá. Bông thì anh chưa có biết cái bông nó ra sao nữa. Hồi lúc anh mua cái cây này là nó cái bông nó y gan như bông Mỹ vậy đó, nó cũng màu tím. Mà cái này nó đẹp cái lá ha. Đẹp cái lá. Nó lan lan hơn cẩm thạch nữa. Đúng rồi. Cẩm thạch thì cũng dễ kiếm, còn cái này lan khó kiếm lắm. Lan 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 nè. Này chơi lá chứ chơi bông gì? Chủ yếu là chơi lá thôi. Còn bông thì anh nghĩ chắc nếu mà nó đẹp lá thì bông nó không đẹp đâu. Đúng rồi. Như mấy cây trang cẩm thạch đó. Thực ra là cái bông nó cũng bình thường à, nó màu tím, màu tím sen, màu cánh sen á. Mà cánh nó lon lon cái trắng xung quanh cái rìa của cái bông. Và mưa luôn rồi. Mưa luôn rồi, mấy cây gốc Mỹ Hồng này trồng dưới đất. Mỹ Hồng này đang trồng. Trồng dưới đất rồi nó lên chậu lại. Nó bứng chậu chứ được. Chứ mấy cây này anh trồng nó cũng mấy. Nó hơi dày nhưng mà anh trồng này anh tính là lên chậu. 5 năm tấc, cách nhau năm. Này chắc là 1 mét rồi đó kìa. Rồi mưa luôn rồi mấy bạn ơi. Cho các bạn tham quan mấy cây giấy lai đột biến. Rồi thôi mình đi vô. Về mưa luôn rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye. Đừng quên bấm nút subscribe đăng ký ủng hộ mình.